ở sau canh gà, chờ hở ra lòng người đen bạc. Ủa, ghê vậy, lòng người đen bạc. Ông cố không giới thiệu ta. Nói gì thêm nữa,
đi bồi, cô Phạm đi bồi ơi, gửi lên lại giờ to chứ. Những gì năm em nói ngày xưa bây giờ em dòi quên lời rồi sao? Em dần không quên những gì em nói, dù thế nào em cũng ở như